Hello, chào các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video hôm nay, Vương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cách xem lại tin nhắn SMS đã bị xóa trên điện thoại iPhone, hay là cũng như cách khôi phục các tin nhắn đã bị xóa đó nha. Thì Vương xin bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi. Thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng tin nhắn lên. Và đây, bây giờ mình sẽ xóa một trong những cái tin nhắn này cho các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa là 1, 2, 3, 4 này đi. Tới cái việc Vietcombank này luôn nha. Rồi, xóa tin nhắn hay các bạn đơn giản chúng ta biết rồi, chúng ta chỉ cần bấm xóa. Một, xóa này, xóa. Rồi rồi, ví dụ như chúng ta lỡ tay chúng ta xóa bắt bốn cái tin nhắn thì làm cách nào để chúng ta lấy lại bốn cái tin nhắn này thì cũng không quá khó đâu các bạn ơi, cũng rất đơn giản, thì mình sẽ chỉ cho các bạn ngay bây giờ nha. Thì bây giờ chúng ta hãy thoát ra vào phần cài đặt trên điện thoại và chúng ta sẽ lướt lên và tìm kiếm vào cái phần mà tin nhắn này, chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ kéo lên, kéo lên và chúng ta sẽ tìm cái lọc tin nhắn này, lọc người gửi không xác định, chúng ta sẽ bật cái chức năng này lên đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát ra nha, chúng ta vào trở lại cái phần tin nhắn đó. Thì bây giờ ngay tại đây nó sẽ hiển thị lên cái bộ lọc, thì chúng ta sẽ bấm vào đây đó, thì lúc này nó sẽ hiển thị lên cái chỗ mà đã xóa gần đây này, tin nhắn đã đọc này, người gửi không xác định này, nó sẽ lọc ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ bấm là đã xóa gần đây, thì những cái tin nhắn chúng ta đã xóa nó sẽ hiển thị tại đây nha. Và những cái tin nhắn này nếu mà trên ba sau 30 ngày chúng ta không khôi phục nó lại thì nó sẽ tự động xóa nha các bạn ha. Thì chúng ta có thể là xóa tất cả tại đây, hoặc là chúng ta bấm là khôi phục tất cả. Thì giờ chúng ta xem nó lại thì chúng ta phải bấm là khôi phục tất cả, chúng ta sẽ bấm là khôi phục tất cả này đó. Bây giờ hiện tại là đang 55 cái tin nhắn, chỉ có 41 nhưng mà tới 55 cái tin nhắn, và chúng ta sẽ bấm khôi phục tin nhắn. Rồi như vậy là cái tin nhắn mà đã bị xóa nó sẽ không còn ngang chỗ đây nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào tất cả tin nhắn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem những tin nhắn nó sẽ hiển thị tại đây. Hồi nãy chúng ta đã xóa này, đó, từ Vietcombank này, đó, trở lên này là nó đã bị xóa. Chúng ta đã khôi phục lại được những cái tin nhắn đó nha các bạn ha, rất dễ dàng. Các bạn lưu ý với cái chức năng này thì chỉ áp dụng trên điện thoại iPhone nha các bạn ha. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị các bạn cách khôi phục cũng như là xem lại các tin nhắn SMS đã bị xóa trên điện thoại iPhone. Còn video đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích cho anh chị các bạn thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.